Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang vừa xét công nhận 8 cơ sở doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện và tiêu chuẩn đạt nhãn hiệu chứng nhận An Giang. Đây là điều kiện để các cơ sở phát huy lợi thế của các sản phẩm đặc thù gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất để tiếp cận được nhiều quốc gia trên thế giới. Cơ sở sản xuất nấm linh chi tri thức của nông dân Nguyễn Hùng Sinh ở xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn là một trong số đó. Mô hình trồng nấm linh chi của nông dân Nguyễn Hùng Sinh được đầu tư hệ thống công nghệ khép kín từ khâu sản xuất đến đóng gói đưa ra thị trường tiêu thụ. Nấm linh chi khi thu hoạch sau một ngày không sấy khô thì sẽ bị lên mốc hư hại. Với hệ thống khép kín, việc sản xuất và thu hoạch nấm của ông hoàn toàn chủ động, tránh được hư hại trong khâu thu hoạch do mưa bão. Sản phẩm nấm linh chi của ông Sinh được đóng gói với thương hiệu Tri Thức, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và nhãn hiệu độc quyền của Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Với cái đam mê của trồng nấm, thì mình trồng cái loại nấm linh chi này cách nay nó cũng khoảng gần 10 năm. Đặc biệt là từ năm 2006, cuối năm 2006, đầu năm 2007, thì thông qua Trung tâm ứng dụng tiến bộ học công nghệ của Sở học công nghệ cũng đã đầu tư cho mình một cái hệ thống tự động, tức là cái quy trình trồng nấm tự động thông qua cái điện thoại Wi-Fi, kết nối Wi-Fi. Thì từ đó là cái năng suất của cái sản phẩm mình nó tăng lên khoảng trên 30%. Thì ngoài cái chuyện năng suất tăng lên thì cuối năm 2008 thì đầu năm 2009, Sở Khoa học Công nghệ đã cấp cho mình cái giấy chứng nhận nhãn hiệu của tỉnh. Để được công nhận sản phẩm nông nghiệp nhãn hiệu An Giang, các cơ sở, doanh nghiệp phải sản xuất theo quy trình chứng nhận tiêu chuẩn quy định, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phải đăng ký chứng nhận nhãn hiệu với ngành khoa học và công nghệ tỉnh. Ông Hùng Sinh cho biết, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới của ngành nông nghiệp, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng thương hiệu nông sản của cơ sở hay địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng để xác định các định hướng đổi mới, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, thương mại, nông sản cơ sở. Chính vì thế, ông đã đầu tư trang thiết bị và hướng đến sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và quốc tế. Việc được công nhận nhãn hiệu nông sản địa phương sẽ là điều kiện tốt để ông mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm cùng tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để phát triển và mở rộng thị trường khu vực và cả nước. Khi mà được cấp giấy chứng nhận thì cái uy tín của cái sản phẩm mình được nâng lên, thì được mọi người biết đến. Đồng thời thì cái độ chất lượng cũng như là cái độ phủ rộng của cái sản phẩm mình thì được rộng rãi hơn. Nhưng bên cạnh là cái thuận lợi đó thì bản thân cũng như là gia đình cũng luôn là tập trung vào cái sản phẩm để giữ được cái giá trị của cái thương hiệu, chứ không gì mà cái số lượng chạy theo số lượng mà ảnh hưởng cái chất lượng, cái uy tín của cái thương hiệu mình. Từ một nhà trồng nấm linh chi ban đầu, đến nay ông Hùng Sinh đã phát triển lên 4 nhà trồng. Mỗi nhà trồng nấm, ông sử dụng 4.000 bịch phôi nấm, bình quân 1.000 bịch phôi sản xuất được 25kg nấm khô, lợi nhuận mang lại hơn 40% so với chi phí đầu tư. Nấm linh chi là loài nấm có tính dược cao, có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như cao huyết áp, giảm mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, vân vân. Nấm linh chi Tri Thức là sản phẩm với quy trình sản xuất công nghệ cao, khép kín, được công nhận nhãn hiệu chứng nhận An Giang.